leo Mickey chút. Sao em leo hút này chi vậy gấu panda? Đứng dưới ăn được rồi. Em muốn ăn từ trên ngọn ăn xuống. Hả? Em sở thích cũng lạ quá ha. À em biết rồi chị ơi, con khỉ. À con Tinh Tinh em ơi. Hàng gì chỉ có Tinh Tinh với khỉ mới leo nổi mút ở trên cái cao như vậy thôi. Hello, chào các bạn. Đây là kênh Lucy Channel và mình là Lucy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong khu rừng rậm. Ây da, trời, cây cầu bị gãy nhiều quá, nguy hiểm. Vào trong đây để Lucy sẽ thử thách làm nhân viên của sở thú, đi đánh dấu lại những nơi mà mấy em động vật bị thoát ra ngoài, để có gì á nhân viên cứu hộ sẽ đến cứu. Ở tập 1 thì Lucy đã tìm mấy em động vật ở thành phố và sa mạc. Còn ở tập 2 thì Lucy đã tìm mấy em ở dưới nước nè. Rồi mấy em động vật là những con khủng long đó. Còn hôm nay thì mình sẽ vào trong khu rừng rậm. Trời ơi, sao vô đây nó tối tối á, nhìn cũng ớn quá ha. Chị ơi, giờ chị đang ở đâu? Chị đang trong khu rừng rậm nè, Ripton. Wow, vô đây tối thui vậy. Em có lửa phía đằng sau lưng á, em được rọi sáng rồi, còn muốn gì nữa? Nó chỉ là cái skin thôi à, nó đâu có sáng gì đâu chị ơi. Ôi, sao trên này nó cao quá vậy? Mà không biết có con gì không ha. Không biết động vật trong rừng rậm này sẽ là những loài động vật nào đây nữa. Bởi vì á, khi mà thoát ra khỏi sở thú á, thì mỗi con động vật á, nó sẽ đi về đúng với thiên nhiên của nó. Con động vật dưới nước thì sẽ bò xuống nước. Còn ở sa mạc thì nó sẽ ra sa mạc. Còn loài trong rừng rậm nhiệt đới thì nó sẽ lại chạy vô rừng rậm. Chị, trong này nó trốn trong này nè. Đâu đâu, đưa chị coi. Trời ơi, con rắn hổ mang. Wow. Ui, nó núp ở trong cái ổng kìa. Chạy chạy chạy. Dạ. Lucy điểm danh nó rồi. Không dám vô thêm nữa mấy bạn ơi. Cái con rắn này mình nói chuyện nó đâu có nghe, nó đâu hiểu gì đâu. Cho nên nhiều khi nó tưởng mình là thù, không phải là bạn nữa, nó tấn công là tiêu đời. Cho nên tốn hết thấy rắn lo chạy đi nha. Chị được mấy con rồi chị? Từ tập 1 giờ chị tìm được 32 em rồi đó. Ê mọi người ơi, xuống đây coi cái nút gì nè. Ủa ha, cái nút gì vàng vàng vậy ta? Có thể nó mở một cái nơi nào đó mà mình không thấy nè. Lucy, theo anh. Hôm nay Lucy được gặp một anh luôn. Ê, Lucy mới đi ngang qua thấy con gì vậy ta? Mà mình không có qua được đâu chị Lucy ơi. Mình phải băng qua bên này trước đã. Đâu rồi, nãy Lucy mới thấy một em màu cam cam đâu rồi. Ủa kìa. Ủa, nó đang đu trên cái cây. Nhưng mà giờ sao mình lên được cái cây ta? Ồ, nhảy từ bên đây phóng qua luôn hả? Dạ, em mới phóng luôn á chị. Dạ kìa mấy em. Ôi da, hụt rồi. Trời, công nhận mấy em nhảy một cái trúng liền vậy. Chị chụp nó mà không được nè. Đợi xíu chị lấy chớm đã. Yeah, được rồi. Thì ra đây là con lười. Con lười nó lười biếng lắm. Đúng là chữ lười biếng luôn mà. Đu cây ở đó suốt vậy đó. Làm chị Lucy phải chạy qua chạy lại 2 lần mới được. Chị ơi, qua mấy tòa nhà đi chị. Tòa nhà hả? Tòa nhà bữa tập 1 chị đi rồi mà ta. Vẫn còn nhiều chỗ lắm mấy chị ơi. Ok. Ôi, mình đang ở trong rừng rậm mà. Thôi mình đi tìm rừng rậm xong đi đã nha. Việc nào cho xong việc đó đã. Dạ chị. Trời ơi, mấy cây này là theo game nó sẽ là cây tre ha. Nó có những cái đốt kìa. Rồi, nhảy lên. Cây tre trăm đốt. Ây da, trời ơi, rớt rồi. Sao chị Lucy leo hay vậy? Em nhảy nãy giờ em bị lọt nè. Cũng hên thôi em ơi. Ở đây. À, em lại lọt nữa rồi. Ui da, trời ơi, mém nữa Lucy cũng lọt xuống đất rồi. Rồi, có nghĩa là mình phải nhảy lên những cái đốt mà bự bự vậy nè. Còn mấy đốt nhỏ không có xi nhê rồi. Lên. Wow, đúng là cái này là cây tre trăm đốt luôn. Ây da, da, lọt. Ây, hú hồn. Trời ơi, càng lúc mình nhảy lên càng cao kìa. Có một em ở trên đó kìa. Trời ơi, lên bằng cách gì mà cao dữ vậy em? Chị, lên coi nè. Một con gấu trúc này chị. Trời, hàng gì mình đang leo mấy cây trúc. Sao em leo mút này chi vậy gấu panda? Đứng dưới ăn được rồi. Em muốn ăn từ trên ngọn ăn xuống. Hả? Em sở thích cũng lạ quá ha. Em ăn kiểu vậy làm sao mà nhân viên sở thú mà tìm thấy được em?
cao chót chót luôn à. Đó, nhìn từ trên nhìn xuống kìa, có quá trời cây trúc luôn. Nhiều lắm, em ăn từ từ đi, không ai giành của em đâu. Rồi bây giờ xuống từ từ nha. Không, em sợ, em xuống không được. Ờ vậy thôi đợi đi, nhân viên cứu hộ sẽ đến cứu em đó. Ở vậy Lucy đoán đúng rồi mà, mấy này là mấy cây tre cây trúc nè. Mà tre trúc thì gấu panda cực kỳ thích ăn luôn. Mấy bạn thấy con gấu panda từng ăn mấy cây trúc chưa? Nó xước cây trúc ra rồi nó ăn y chang như mình ăn mía vậy đó. Mà nhai rột rột rột, không nhận cái răng nó xịn thiệt chứ. Thôi hết chưa ta? Wow, trời ơi cái cây này nó nhỏ quá vậy. Ý da. Chị ơi đợi em, đợi em. Ok. Trời ơi, quả là quyển sách phép thuật và đôi cánh. Chắc em là thần tượng của những cái chuyện Harry Potter đúng không? Dạ, em là fan đó chị. Ai, trời ơi, cái này nhỏ quá vậy. Mấy em ơi đi cẩn thận, sao chị thấy mấy em rơi rớt quá trời vậy? Ui trời ơi, không ngờ có những cái cây cầu mà nó nhỏ như vậy mà nó dài quá vậy. Chị em nè, em nè. Đi tiếp thôi chị ơi. Chị đang đi cẩn thận nè. Cố lên chị ơi, cố lên. Cảm ơn em. Trời ơi, mình đi còn khó vậy, không biết mấy em động vật đi bằng cách gì đây nữa. Không biết trên đó có không. Nhưng mà thôi, mình ráng cố gắng mình lên luôn. Thôi gần tới rồi, gần tới rồi. Đây là cái tán cây nè, bự ghê không. Có gì ở tỉnh không em? Dạ, chị nhìn đi nè. Ồ, có một em màu xanh xanh kìa, không biết con gì vậy ta. Hồi hộp quá mấy bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn phải đi từ từ, nếu không mình bị lọt liền. Mình đang ở cao kinh khủng. À em biết rồi chị ơi, con khỉ. À con Tinh Tinh em ơi. Hàng gì chỉ có Tinh Tinh với khỉ mới leo nổi múc ở trên cái cao như vậy thôi. Chứ mấy con vật bình thường khác làm sao mà lên nổi. Hello hello, chào em Tinh Tinh. Ở đây đi nha, tí nữa sẽ có người tới cứu mấy em đó. Thôi chị ơi, hình như tụi mình đang ở cao nhất rồi đó chị. Đúng rồi đó LK, nãy giờ mình nhảy mệt luôn à. Thôi lên thì mệt nhưng mà xuống thì khỏe hơn. Mình nhảy cái là xuống rồi. Đây có một cái nút màu vàng mà không biết nó mở cái gì ha. Tại nãy giờ mình cũng đâu có thấy nó thay đổi gì đâu. Hello, chào mấy em. Mấy em đi hết trong khu rừng rậm chưa vậy? Có vẻ như cũng gần hết rồi đó chị. Đâu để mình leo mấy cái trúc nè, mình lên trên cao mình nhìn thử nha. Ui, bên kia là cái gì vậy ta? Giống khu trang trại quá ha. Cái nhà nuôi con bò nữa kìa. Hình như kế bên khu rừng rậm là khu trang trại á. Mình qua đó luôn đi chị. Ok ok, tìm đường thôi. Để coi khu rừng rậm nó hết chưa đã. Hết rồi đó chị, đi qua cầu đi thôi chị ơi. Thôi, đi qua bên trang trại thôi. Ôi, có đốt lửa trại bên này nữa nè. Wow, khu trang trại đẹp chưa. Có đốt lửa trại để nướng barbecue. Rồi cắm trại trong này nữa nè. Để coi có em động vật nào chui vô cái trại này không nha. Thôi, không có. Còn một cái liều bên đây nữa nè. Các bạn có hay đi cắm trại không? À, biết ngay mà. Một em gấu. Thì ra là em chui vô trong này ha. Mấy em ơi, trong này có em gấu nè. Em gấu nâu. Trời, em giành cái liều của con người rồi. Cái người chủ của liều này chắc bỏ chạy rồi quá. Thôi, đi thôi mấy em ơi. Chị ơi, lên trển chi vậy? Lên để mình coi coi có con vật nào không mình cứu. Chứ nữa là mình đứng lên trên cao mình dễ quan sát hơn. Cái này giống như cái kho của chị ha. Cái kho để đựng thu hoạch lúa mì. Rồi đổ vô trong đây nè. Thôi, lên thôi. Ây da, trời ơi, bị lọt rồi. Ý, hình như ở trên đó nó có con gì á mấy em ơi. Chị mới thấy sắp thoáng kìa. Dạ đúng rồi chị. Chị lên đi, em mới vừa đánh dấu nó xong rồi đó. Ồ, hello, chào em gà. Một em gà mái dễ thương. Em lên đây để trứng cái gì vậy? Em lên đây, em chơi nhưng mà không ngờ không xuống được. Ôi trời ơi, tội nghiệp quá vậy.
Thôi đợi đi, chị đánh dấu rồi, sẽ có người tới giúp em à. Đây, trong cái đó là một em gà mái. Wow, sao bị mắc kẹt trong đây rồi? Em bò tội nghiệp nè. Cứu em với, em bị mắc kẹt trong này rồi, chị Lucy ơi. Trời ơi, em chui vô đây là sao mà bị mắc kẹt luôn vậy? Không hiểu sao mấy cái thanh màu đỏ đỏ này nó cản lại rồi, đi ra đụng nó là bị điện giật. Ờ, Lucy cũng nhảy lên chứ đâu dám đụng mấy cái thanh đỏ này đâu. Đụng là tẳng liền. Đó, top 1 đẹp trai vừa đụng là bị văng ra liền đó. Rồi rồi, ở đây đi, chị sẽ đi tìm cách cứu em. Rồi, mình sẽ leo lên cái nóc nhà này. Ôi, biết ngay mà, một em chim cú mèo. Wow, chim cú mèo này nó hay bay tới gần nông trại nè, để nó vô nó ăn được gì nó ăn á. Chị, trong này còn nữa nè. Ôi đúng rồi, đây là nguyên cái nhà mà, cái chuồng á. Mình sẽ chứa nhiều em lắm đây. Ui, cửa này bị đóng rồi sao vô ta? Có cách gì để vô được không? Chị thấy có một em ở trong kìa, màu xanh lè luôn à. Thôi thôi, qua điểm danh em này trước đi. Hello, chào em ngựa. Ai, em ngựa nè, đã được vô chuồng rồi. Nhưng mà sẵn mình điểm danh luôn, chứ đúng ra mình chỉ đi điểm danh những em nào mà bị lạc ở ngoài thôi. Rồi bây giờ có một em xanh bị nhốt trong chuồng, giờ sao điểm danh ta? Mấy cái này rơm để cho mấy em động vật ăn nè. Rồi hết chỗ rồi. Úi, ai đây vậy ta? Thì ra là một em gà trống. Sao đứng đây vậy? Bị lạc mất gà mái rồi, nên đứng đây để tìm nè Lucy ơi. À, gà mái đang ở trong cái ống kho đựng lúa. Lucy đã tìm thấy rồi, tí nữa sẽ có nhân viên đi giải cứu à, nên gà trống yên tâm nha. Ôi vậy hả, cảm ơn Lucy nha. Ôi, thì ra gà trống với gà mái là hai vợ chồng, nhưng mà đã bị lạc nhau, cho nên gà trống đang tìm. Ui, đây nè, trong này có em màu xanh xanh nè, mà cửa bị khóa rồi, giờ sao vô ta? Đâu tìm đường khác coi. Có cái lỗ nè. Ủa, lại vô lại chỗ này rồi. Nhưng mà ở đây thì sao vô được? Em ngựa, mình đã điểm danh rồi nè, giờ sao vô ta? Chị ơi, tới giờ em học bài rồi, em bye bye chị nha. Ờ, bye bye em, nhớ học cho giỏi nha. Phần còn lại để chị chơi cho, chị quay video rồi mấy em xem. Dạ, cảm ơn chị. Ui, mình sao vô được ta? Mình mới thấy một cái em màu xanh rồi, mà không có cách gì để cứu hết. Ý ý ý, ai đây ai đây? Một em cừu dễ thương quá trời, màu trắng tinh luôn. Trời, bộ lông cừu này á, mà được nhân viên á lột hết bộ lông ra thì thiệt là đẹp luôn á nha.